Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Từ sáng ngày hôm qua đến ngày hôm nay, tại Quảng An trời đổ mưa to, có nơi lượng mưa lên tới hơn 150mm. Mưa lớn gây ra lũ quét ở thị trấn Gwangsan, quận Guseng, thành phố Quảng An và hơn 1.000 người ở thị trấn Gwangsan Chang bị nước lũ bao vây. Sau khi thảm họa xảy ra, cán bộ và nhân dân, lực lượng công an, cảnh sát vũ trang, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và lực lượng dân quân ứng cứu khẩn cấp ở huyện Guseng đã khẩn trương đến khu vực xảy ra thảm họa để sơ tán và giải cứu những người bị mắc kẹt. Do được ứng cứu kịp thời nên không có ai bị thương ngoại trừ thiệt hại về tài sản. Vào sáng sớm ngày hôm nay, địa phận huyện Hu Chi, thành phố Quảng An đã hứng chịu lượng mưa cực lớn và liên tục kể từ đầu mùa hè. Lượng mưa lớn nhất vượt quá 150mm, dẫn đến tích nước ở một số đường phố, cơ quan, trường học, nhà dân và các điểm khác trên địa bàn quận, nơi nước sâu nhất đến 1,2m. Nước từ một số cống cũng tràn qua gây bất tiện cho người dân, sinh viên và nhân viên văn phòng. Vào lúc 17:50 chiều ngày thứ Tư tuần trước, phóng viên vừa biết được tin tức mới nhất rằng tất cả những người bị mắc kẹt ở huyện Ma Long, nơi bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, đã được chuyển đến nơi an toàn và đưa vào 3 khu vực tạm trú an toàn. Chính phủ đang giúp đỡ những người bị ảnh hưởng về vấn đề thực phẩm và nước. Không Chun Jui, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam đang dẫn đầu đoàn công tác tiến hành chỉ huy tại chỗ và thăm hỏi các nạn nhân trong thảm họa lũ lụt lần này, đồng thời triển khai các công việc liên quan. Theo báo cáo, sau thảm họa, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Người dân bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Hiện chính quyền đã thành lập tổ công tác để tăng cường quản lý, kiểm tra, ổn định sự cố. Ngoài ra, tổ công tác vẫn đang tổ chức lực lượng đào đoạn sông tương đối hẹp bằng máy móc để đạt mục đích xả lũ. Công tác cứu trợ thiên tai đang được thực hiện ổn định. Những trận mưa lớn liên tục trong thời gian gần đây cùng với sự gia tăng xả lũ của nhà máy điện ở thượng nguồn sông Ô Giang. Vào buổi sáng ngày hôm đó, tại thị trấn Bi Hu, huyện Ly Sui, tỉnh Chiết Giang đã bị bao vây bởi lũ dâng cao, làng Hong Su trở thành một hòn đảo bị cô lập trên sông Ô Giang. Hơn 370 người trong làng bị mắc kẹt trong làng do lũ lụt. Sau khi nhận được thông báo, nhiều người dân vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng lũ nguy hiểm. Lực lượng công an địa phương, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát vũ trang và các ban ngành khác đã phối hợp tổ chức các đội cứu hộ để chuyển những người bị mắc kẹt. Tính đến 5 giờ chiều ngày hôm đó, hơn 1.000 người đã được di chuyển thành công đến khu vực an toàn. Từ 2 ngày qua, tại khu vực Lệ Thủy đã xảy ra mưa lớn, mực nước một số sông đã vượt mức an toàn. Trận lũ bất ngờ đã cắt đứt con đường với thế giới bên ngoài từ làng Hong Su, thị trấn Bi Hu, huyện Liandu và làng Hong Su trở thành một hòn đảo bị cô lập giữa dòng sông bị lũ bao vây. Cùng ngày, sau khi nhận được lời kêu cứu, đội đặc nhiệm cứu hỏa Lệ Thủy đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Tại hiện trường, các nhân viên cứu hỏa nhận thấy con đường dẫn đến làng Hong Su đã bị bao phủ bởi biển nước mênh mông. Theo lời giới thiệu của những người dân làng ở gần đó, làng Hong Su nằm trên bờ sông Ô Giang, diện tích khoảng 500 ha, trong làng có hơn 1.000 người dân và hiện có hơn 370 nhân khẩu. Ngôi làng thường có hai con đường dẫn ra thế giới bên ngoài. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, mực nước vẫn đang dâng cao, tình hình rất nghiêm trọng. Sau khi nắm được tình hình cơ bản của hiện trường, các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cảnh sát vũ trang có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng có mặt ứng cứu. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng hai chiếc thuyền để sơ tán những người bị mắc kẹt. 12 giờ trưa hôm đó, nhóm người đầu tiên đã được di chuyển an toàn đến chiếc thuyền xung kích. Hai ngày đầu có thể tìm đường, nhưng sáng nay ngủ dậy không thấy đường. Có người không dám băng qua nếu tìm thấy. Đường bị nước nhấn chìm sớm từ 2 ngày trước. Nhưng nước chảy lúc bấy giờ rất xiết nên không thể rời đi. Do đêm hôm trước đó mưa lớn, đến sáng không còn đường nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Một số người lo lắng và một số người không muốn di chuyển. Trước sự không muốn chuyển đi của một số người dân, cán bộ, thị trấn và thôn bản đã đi sâu vào nhà dân và tiến hành công tác tư tưởng tỉ mỉ để thuyết phục họ. Trong quá trình cứu hộ, đội cứu hộ không chỉ chuyển từng đợt người dân đến khu vực an toàn mà còn chuyển ngũ cốc, rau quả, dự trữ và một số tài sản của gia đình. Đồng thời cử người đưa dân làng đến các điểm tái định cư. Một người dân cao tuổi ở địa phương cho biết những năm trước cũng bị lũ bủa vây, nhưng lũ lớn như năm nay thì hiếm. Tính đến 5 giờ chiều, hơn 1.000 người đã được chuyển thành công đến khu vực an toàn mà không có thương vong. Theo thống kê,
Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay lúc 3 giờ chiều, lượng mưa trung bình ở thành phố Lệ Thủy đạt 95,3mm, trong số đó Long Tuyển có lượng mưa trung bình lớn nhất là 147mm. Tại thành phố Ly Xui, dung tích chứa nước của các hồ từ cỡ nhỏ trở lên chiếm 98% dung tích chứa thông thường. Mực nước của hồ Yisutan là 184,51m và mực nước của hồ chứa Tanken là 159,84m, tất cả đều đã tiếp cận mực nước giới hạn lũ. Có 52 thị trấn bị thiên tai ở Ly Xui, với dân số 176.000 người, 499 ngôi nhà bị sập, 10.940 người phải di chuyển và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 310 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, những người bị ảnh hưởng từ làng Hongsu đã được chính quyền địa phương cho tạm trú trong một ngôi trường gần đó. Chính quyền thị trấn cũng đã chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm hàng ngày cho những người dân bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, trận động đất ở Jiangbe, tỉnh Hà Bắc xảy ra vào khoảng 11 giờ 50 phút trưa ngày hôm qua. Đây là trận động đất tương đối lớn ở miền đông Trung Quốc trong những năm gần đây. Nó liên quan đến 19 thị trấn và hơn 200 làng hành chính ở các quận Jiangbe, Shangjin, Kangbao và Wanquan, cũng như Bắc Kinh, Thiên Tân, Nội Mông và những nơi khác. 49 người thiệt mạng, 362 người bị thương nặng, 11.077 người bị thương nhẹ, hơn 100.000 ngôi nhà bị sập, 44.000 người mất nhà cửa và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 836 triệu nhân dân tệ. Kể từ năm 1996, lần đầu tiên người ta phát hiện ra rằng có giá trị cao bất thường của nước ngầm như mực nước, radon nước ở phía bắc của Hoa Bắc và một loạt các cuộc điều tra thực hiện thử nghiệm và nghiên cứu tại chỗ đã được thực hiện. Và nó đã được xác nhận rằng đó là một sự bất thường giữa kỳ của các trận động đất mạnh. Kể từ năm đó, các chất lỏng dưới lòng đất như khí thoát ra ngoài, khí đất và nhiệt độ nước đã bất thường ở phía bắc của Bắc Trung Quốc với nhiều lần lên xuống đồng thời của nhiều giếng và tiếng vang với hoạt động địa chất vừa là mạnh ở khu vực này cho thấy rằng chuyển động của lớp vỏ ở khu vực này đã đi vào trạng thái hoạt động, nhận thấy rằng nguy cơ xảy ra các trận động đất mạnh đang gia tăng. Theo đó, nhiệt độ nước giếng Taiwan tăng đột ngột bất thường và sau đó một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter xảy ra ở Thông Châu. Do đó, trong 2 năm tiếp theo, trong các báo cáo nghiên cứu về động đất đã 2 lần ghi rõ là có cường độ 5-6 độ Richter và khoảng 6 độ Richter ở khu vực phía bắc Hoa Bắc, chủ yếu là đoạn phía bắc của vành đai Sơn Tây, khu vực ngã ba Sơn Tây, Hà Bắc và Mông Cổ và phần tây bắc của vành đai Bột Hải là nguy cơ động đất rất mạnh. Trước tình hình phức tạp, phân tích sự bất thường, đặc biệt là xem xét đặc điểm thời gian bất thường của khí CO2 lớn và dài ở Hawaii, đề xuất rằng Cục Quản lý Động đất bang chính thức điền vào phiếu dự báo ngắn hạn của Cơ quan Quản lý Động đất Nhà nước, đưa ra các ý kiến dự báo ngắn hạn rõ ràng và gửi chúng cho các bộ phận liên quan vào cùng ngày. So sánh với 3 yếu tố của trận động đất thực tế về thời gian, vị trí và cường độ trận động đất thì ý kiến dự báo là hoàn toàn chính xác. Chênh lệch giữa các tâm chấn nhỏ hơn 10km và độ lớn gấp hơn 0,7 độ Richter. Thì rõ ràng đây là một bước ngoặt rất thành công trong công tác dự báo ở trình độ khoa học hiện nay. Vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 5 năm 2008, hơn 60 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã tập trung tại đây trong ủy ban làng của làng hành chính Xiaohangji, huyện Jiangbe. Những người cũng từng trải qua những trận động đất, cũng từng trải qua cảnh nhà tan cửa nát như ở đây. Người dân nào cũng nhắc đến trận động đất ở Tứ Xuyên và nước mắt đã tuôn rơi. Làng Lasihan, làng hành chính Xiaohangji, huyện Jiangbe, từng được biết đến là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Jiangbe năm đó. Trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ở Jiangbe, Shangji năm đó đã khiến tất cả các ngôi nhà ở ngôi làng này bị phá hủy. Vào ngày hôm đó, nhiều người dân trong làng Sashian đang tất bật gieo hạt trên đồng ruộng. Sau 14 giờ, nhiều người dân trong làng đã gác lại công việc đồng áng và vội vã trở về từ đồng ruộng để tổ chức lễ tại ủy ban làng, nơi tập thể những người đồng hương đã hy sinh ở Tứ Xuyên đã để tang. Có quá nhiều sự nặng nề trên những khuôn mặt đơn sơ ngày ngày phơi mình dưới nắng gió và trở nên đen đúa. Sau khi biết về trận động đất ở Tứ Xuyên tại thị trấn Đa Hê, nơi đã nhận được sự hỗ trợ từ các bên do thảm họa động đất, ngay lập tức tổ chức dân làng quyên góp tiền. Năm nay đánh dấu kỷ niệm trận động đất ở Jiangbe, nhiều người dân nói với các phóng viên rằng mặc dù họ ở xa hàng nghìn dặm, nhưng người dân Jiangbe rất mong đồng bào ở Tứ Xuyên xây dựng lại nhà của họ sớm hơn và nhanh hơn.
Các nhân viên của Cục Động đất tỉnh Hà Bắc cho biết sau trận động đất, Cục không nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong và những thiệt hại khác từ người dân địa phương. Theo Cơ quan Quản lý Động đất tỉnh Hà Bắc, sau trận động đất, cơ quan này đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Theo tham vấn, vị trí động đất của trận động đất này nằm cách tâm chấn của trận động đất Gyeongbae mạnh 6,2 độ Richter năm 1988 là 13,4 km về phía Tây Bắc và nó nằm trong vùng dư chấn của trận động đất. Vào năm 2003, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở Basu Chiji, Tân Cương với tâm chấn nằm ở cực đông nam của khu vực phân bố của 9 trận động đất Yesahi mạnh 6 độ Richter từ năm 1997 đến năm 1998. Dư chấn của trận động đất 6,8 độ Richter phân bố theo hướng Tây Bắc, phù hợp với trục dài của vùng Meloseim. Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2003, dư chấn lớn nhất có cường độ 5,8 độ Richter. Kết quả phân tích sơ bộ của giải pháp cơ chế tiêu điểm là đứt gãy tiêu điểm có tính chất trượt ngược, mặt phẳng rút gần hướng Bắc Nam có thể là mặt phẳng đứt gãy chính và hướng trục P của ứng suất nén chính là NWW. Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra trong vùng nguy cơ động đất đến 6-7 độ Richter, được quốc gia chỉ định năm 2003. Trước khi xảy ra động đất, theo diễn biến của tình hình động đất ở Tân Cương, Trung tâm Dự báo của Cục Quản lý Động đất Tân Cương đã nêu rõ trong nhận định tình hình động đất rằng có khả năng xảy ra động đất vừa và mạnh trong hai trận động đất trọng điểm khu vực rủi ro ở Tân Cương vào tháng tới hoặc lâu hơn chút. Vùng động đất Fengui thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc và là một vùng hoạt động địa chấn mạnh khác ở miền đông Trung Quốc. Nó bắt đầu từ lưu vực Sunhua Huyan và Huyan Wangqing ở phía bắc tỉnh Hà Bắc và đi qua các lưu vực Songwan, Yunxian Basin, Datong Basin, Xinding Basin, Liqiu Basin, Taiwan Basin, Lefeng Basin, Wuchen Basin và Weihe Basin ở miền nam. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Hậu Đông, Sơn Tây và trận động đất 8,0 độ Richter ở Huaxian, Thiểm Tây đều xảy ra trong vùng động đất Fengui. Trận động đất Gyeongbae mạnh 6,2 độ Richter cũng gần vành đai động đất Fengui. Kể từ khi ghi chép bắt đầu, đã có khoảng 160 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter hoặc cao hơn trong vùng động đất Fengui, trong đó có 7 trận động đất mạnh 7 đến 7,9 độ Richter, 2 trận động đất mạnh 8 độ Richter trở lên. Trên đây là những thông tin nổi bật chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại.